Đảng viên đảng Salafi biểu tình ở Tunisia, tin từ Sidi Bouzid. Hàng trăm người Tunisia xuống đường biểu tình đòi trả tự do cho những người đang bị bắt giữ. Cuộc biểu tình do đảng Hồi giáo cực đoan Ansar al-Sharia tổ chức. Người biểu tình hô to các khẩu hiệu nói rằng Tunis là thủ đô của sự tra tấn. Mặc dù người Hồi giáo không giữ vai trò quan trọng nào trong cuộc đứng dậy lật đổ chế độ độc tài, họ muốn tôn giáo giữ vai trò quan trọng trong chính phủ. Và điều này đã làm phân cực quốc gia Tunisia, không giống như Dân quân Hồi giáo Libya và Yemen. Ansar al-Sharia giới hạn tranh đấu bằng phương pháp chính trị, không theo đuổi vũ trang, nhưng thành phần cực đoan thường tấn công các tiệm bán rượu, các rạp chiếu phim Tây phương. Đảng Hồi giáo Ôn hòa Ennahda đang cầm quyền với hai đảng thế tục đã cho rằng thành phần Ansar al-Sharia đã đứng đằng sau các vụ ám sát chính trị trong năm nay. Ansar al-Sharia tuyên bố là họ không chủ trương bạo động, chỉ tập trung làm công tác từ thiện và giảng dạy kinh điển Hồi giáo.